chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Giáng sinh an lành. Các bạn ơi, tháng 12 có một ngày rất đặc biệt. Các bạn có biết là ngày gì không? Đó chính là ngày Noel đấy. Ngày Noel thường còn gọi là ngày Giáng sinh. Và ngày Giáng sinh, chúng ta được làm những điều trang trí cây thông Noel, nặng nghề tuyết, viết thư cho ông già Noel, nhận món quà từ ông già Noel. Trong đó mình thích nhất là được nhận món quà từ ông già Noel đấy. Mình mong ước món quà của mình là một em búp bê thật là to để mình có thể ôm đi ngủ. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích làm gì vào ngày Giáng sinh? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.